ra video không không có chồng trang buồn gì đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay cái răng trang được 8 ngày rồi. Bây giờ thì trang đói bụng thèm canh quá trời thèm luôn đi. Thì bây giờ trang mời cả nhà xem trang vào bếp nấu cái gì nha cả nhà. Đây Trang lấy là được hai món, cái vịt tôm và trái bầu. Trang mua ở chợ Con Gờ của Mỹ, chợ của Mỹ có bán trái bầu nha cả nhà. Thì cái vịt tôm này á cả nhà, ở bên chợ Mỹ họ bán là 17 đồng mấy, 17 đồng mấy mà hai phao là 900 gram, chưa được 1 ký nha cả nhà. 17 đồng mấy rồi thuế má nữa là khoảng 19 đồng lận, 19 đồng là khoảng như ta 400 mấy chục ngàn cho 900 gram tôm nha cả nhà. Còn cái bầu này cũng vài đồng, là mấy chục ngàn đó. Bây giờ Trang mời cả nhà xem Trang chế biến món gì ha. Cái tôm này để Trang xé vịt ra. Cái nhà màu tím, kéo tím ha cả nhà. Dĩ kinh quá, xin màu tím. Cũng để cho ngăn mát hôm qua nay nhưng mà vẫn còn hơi lạnh thì Trang đổ ra đây và Trang rửa nó. Trang bỏ miếng muối vô, Trang ngâm, Trang rửa. Rửa lại vài ba nước cả nhà, bật qua đây cho cái vòi nước nó ấm một chút, ấm nóng nóng thì nó mau hết tận tôm. Rửa thêm một nước nữa đi, 3-4 nước. Bây giờ cái vòi nước cả nhà nó xanh, nó chuẩn bị mà nó đỏ là nó nóng, nước nóng rồi, nó nóng là nó đỏ nè cả nhà. Hồi nãy thì nước lạnh, bây giờ cho chút nước nóng là nó ấm ấm vô, rồi đang rửa cho cái tôm nó cập mà nó hết lạnh luôn. Được rổ tôm như vậy nè cả nhà. Bây giờ này Trang chia sẽ làm 4 phần. 1 phần tư thì để Trang lấy cái gì ta? Để Trang lấy cái chén rồi Trang xớt ra. Những con hơi nhỏ, hơi mềm á, Trang lựa ra. Để Trang lọt hơi ít ít thôi. Cái vỏ nào cứng thì mình để lại rang, còn cái vỏ nào mềm mềm thì dễ lột thì Trang lấy ra để mà lột luôn. Trang sử dụng khoảng hơn một phần tư để Trang làm món canh. Còn lại cái này nè, còn lại 3/4, chắc lọc thêm miếng nữa cho nó ngọt, cho nó ngọt canh đi. Còn lại 3/4 như đây cả nhà, Trang sẽ ướp rang, Trang ướp gia vị trước cho nó thấm đi ha cả nhà.
Xin lỗi cả nhà, Trang đang chuẩn. Xin chào các bạn. Cheese nips. Hồi nãy á, Trang chồng Trang đi làm xuống rồi Trang kêu đứng đây nói với Trang cái khúc hồi cái nãy tôm này gì Trang đâu ướp mà một chút xíu á, bột ngọt với một chút xíu nước mắm ngon cả nhà, rồi Trang tôm trộn lên trộn đều thật là đều lên, rồi Trang bật cái bịch giúp lóc, rồi Trang để vô tủ lạnh, khi nào nước sôi thì Trang để lấy ra để Trang bỏ vô nước sôi. Nên ra video không có chồng Trang buồn gì đâu. Thì Trang nói lại cái đoạn là Trang ướp cái tôm rang đó, là Trang ướp với muối ớt, rồi cái ớt khô với một chút đường. Dạ, ướp một chút đường xong rồi Trang để đó cho nó thấm gia vị. Xong rồi Trang bắt đầu Trang lột cái chén tôm á. Chén tôm Trang lột vỏ, mà tôm ở bên đây họ họ lấy cái đường chỉ đen đen đó họ lấy ra cho mình, rồi mình lột vỏ xong á thì Trang mới đập tôm đó, đập dẹp ra dẹp ra, xong rồi Trang ướp với một chút bột ngọt và một chút nước mắm chiên su. That's right. Yeah, đúng rồi. That's right. That's right, đúng rồi. Điều đó đúng rồi. Yeah. Yeah. Thì Trang ướp với nước mắm với bột ngọt với lại một chút tiêu nữa chứ. Rồi Trang mới để vô tủ lạnh. Rồi khi mà nước sôi á, thì Trang lấy ra. Lấy ra Trang bỏ vô canh đó. Hồi nãy á, không có bấm nút rồi. Chồng Trang cũng xuống ăn giải lao để ăn như vậy nè. Đó, thì giờ Trang kêu nói lại đi. Cho vô video cho dễ thương. Cái người yên Trang khổ quá đi hả? Dạ, nói kể lại cái vụ nãy. Tại nãy giờ Trang chỉnh video Trang tiếp quá. Bây giờ chồng Trang xuống. Nhưng kêu chồng Trang đứng đây cho Trang nói lại giống như nãy. Xíu đi. Đã xong cái phần hồi nãy ha. Hồi nãy thì Trang quên làm cái phần này trước. Này thôi, cái này dơ quá, Trang phải đi rửa. Trang ngồi lại tiếp. Đáng lẽ trước hết á là Trang đi bắt cơm rồi mới làm các loại tôm, nhưng mà giờ Trang nãy quên rồi. Mà cũng còn sớm lắm, bé Rung chưa có về, còn sớm lắm thì Trang cũng từ từ làm. Bây giờ Trang đi bắt cơm. Trang chia sẻ cái phần này luôn cả nhà. Đó, cái giường ở đây hở, mẹ con Trang đã ráp vô đây. Cả nhà biết sao hôm đó là chuẩn bị cho thu nấy đồ, là lốc sấy á, là thường ở tách xịt là hay bị đó. Mà bị thì trốn vô cái kho này, nó xa các cái phòng cửa kiến rồi đó, thì nó an toàn nhất là cái phòng này. Nhưng mà chui vô đây hở, mẹ con chui rút bừa bộn trong đây quá. Thì cuối cùng Trang nói chồng Trang cho Trang đem cái giường nhỏ vô đây để mà khi trốn ngồi đây thoải mái luôn, với lại Trang mệt á, Trang nghỉ trưa ở đây luôn. Trang chồng Trang nói trời đất ơi, qua Mỹ ở giống như nhà chòi á, thì tại hồi nhỏ quen rồi nên bây giờ nó cảm thấy ấm áp đó, vui lắm. Tại vì cái tầng dưới đây nó không có giường gì trơn, nó có bộ salon mà nằm đau lưng lắm. Trang thích nằm giường, giường thẳng vậy đó. Thì Trang nghỉ trưa này vô đây luôn. Thì Trang ở khu này không à, nhà bếp ở đây tối ngày vậy đó. Thì đây gà gạo, cái phần gạo của Trang. Trang nấu hai chung nhỏ này nè cả nhà, là hai mẹ con ăn buổi chiều, thì dư ra chút xíu thì Trang ăn cho ngày mai. Bây giờ Trang cho gạo. Thì chồng Trang mắc cười lắm, để Trang kể chuyện cho cả nhà nghe. Chồng Trang á, mỗi lần thấy Trang lấy gạo do do vậy nè cả nhà, người mới ăn vừa em, à lớp vừa rồi lớp vừa. Lấy cái nó ngộ quá. Ở Mỹ nếu mà ăn cơm á cả nhà, là có cái cơm mà họ nấu sẵn rồi họ để vô bịch, họ sấy họ để vô bịch, thì cái mình bỏ vô microwave mình hấp lại ăn à. Không có mà biết là do nấu như vậy như mình đâu.
chồng Trang thương Trang, tại thấy nhiều cái nó ngộ rồi nó lạ rồi đó, cái khám phá một cái cái thế giới lạ của Trang sao á, tới ngày cười trong hoài à, nhưng mà rất là dễ thương. Tà lạnh đó cả nhà, bận áo lạnh, chồng Trang nói là phải mặc áo ấm đi, dài tay ấm, giữ ấm chút đi, tiết kiệm điện. Nếu mà mình chỉnh cái máy máy lạnh máy sưởi đó mà theo đúng mình muốn á thì nó hơi nhiều tiền điện. Thì chồng Trang nói thôi bận ấm chút đi, có mình vợ là tại vì bên đây đó hệ thống nó là nguyên nhà cả nhà, nên là mình phải tiết kiệm. Còn ở Việt Nam ngày xưa mình cứ chỉ có phòng ngủ máy lạnh máy sưởi máy lạnh thôi, còn đây hệ thống máy lạnh máy sưởi là nguyên cái nhà hai tầng luôn nó điều hòa hết, gọi là máy điều hòa là đúng đó, nó điều hòa hết nguyên căn nhà luôn. Bây giờ tăng lau khô cái này cái đã, rồi tăng để vô tăng nấu. Ghim điện vô đây, ghim điện nấu cái phần cơm điện này, rồi yên tâm cho ẻm một phần ẻm đây. Và bắt đầu tăng tiếp tục với cái trái bầu trái bầu này tăng gọt vỏ cái bầu ở trong Mỹ họ bán á cả nhà, nó không có ngon như của mình, của mình nó non dữ lắm. Trái bầu này thì nó không có nhìn ngon như của mình, nhưng mà thôi không có đi chợ Mỹ thì ủa không có đi chợ Việt Nam thì ghé chợ Mỹ thì cũng có trái bầu ăn thì cũng mừng rồi. Để Trang rửa cái thớt này đi, rửa cái thớt này cho sạch miếng xà bông đây nè cả nhà. Cái thớt này đâm tôm hồi nãy nè, bây giờ Trang rửa nó chút. Bây giờ sẵn nó chảy nước này Trang rửa trái bầu luôn cả nhà, tiết kiệm dặn nước mạnh quá nó dâng bình lum. Đó, rửa xong cái thớt này, rửa xong cái bầu luôn, lau một chút. Sẵn Trang chia sẻ một cái này cho cả nhà luôn nha cả nhà. Biết gì chia sẻ đấy, có gì chia sẻ cho vui với nhiều anh chị thì biết rồi thôi, còn nhiều anh chị ở Việt Nam ngộ quá thì Trang chia sẻ luôn. Đây là cái vỏ rau củ quả đó, hoặc là rau củ quả hư đó, để nó không có mùi á thì mình hãy đổ vô đây nè cả nhà, mình bỏ vô đây. Xả nước ra và mình bật cái này. Bật cho nó xay ra cả nhà, cho nó xay cái phần đó nó bỏ luôn. Thì lẽ cả nhà cơm nó muốn sôi rồi nè, bây giờ Trang cắt cái bầu cái nhìn cái bầu sắc ra nó không có ngon như bầu của mình cả nhà, nó nhìn nó khô lắm nè cả nhà thấy không, nhìn nó khô. Trời ơi, không ngon làm gì cả nhà ơi, không muốn thư luôn nè. Để Trang phải gọt tỉa lại. Rau cải bên này mắc lắm cả nhà ơi, Trang quen ăn rau cải mà qua đây nhịn thèm. Thịt gà là rẻ hơn rau cải, một dĩ vậy á có 5-6 đồng mà thịt rất là nhiều, còn một trái bầu rau muống, nhất là rau muống đó, trời ơi 5-6 đô la. Dạ thèm rau muống quá cả nhà ơi, nguyên cái mùa đông này hả đâu có bán rau muống, tại vì ở Tết thịt nó lạnh đó thì cũng không thấy người ta vận chuyển tiểu bang khác qua nữa. Thì để Trang tỉa cái phần này
ăn được nhiêu ăn còn nhiêu bỏ cả nhà. Sau khi Trang cắt tỉa còn được nhiêu đây nè cả nhà, còn nhiêu đây thì bỏ. À mà Trang kể cho cả nhà nghe cái này nè, Trang không biết khi mà chồng Trang thấy Trang đăng cái video này lên á có la Trang không nữa, tại vì ở bên người Mỹ á cả nhà, nếu mà nó hư như vậy là dục hết không được ăn. Mà Trang tiếc á, Trang ghét, tại vì nói là vi khuẩn nó hư một phần là nó ăn ruộng trỏng, sợ ăn vô bệnh. Nhưng mà Trang thấy vòng vòng nó chưa hư mà, thì mình tiết kiệm, mình gọt, mình tỉa, mình ăn. Thì Trang nghĩ chứ không sao cả nhà, nhưng mà đăng lên thì sợ bị chồng la nè, thôi kệ đi, bỏ uổng. Mà giờ Trang chuẩn bị tôm đồ hết rồi mà bỏ rồi lấy gì nấu. Bây giờ mời cả nhà đi ra sau hè với Trang ha. Cùng đi ra đây chơi với Trang cả nhà. Ra đây giống như ở Việt Nam vậy. Đó, cái vận hành của Trang nè. Ngày hổm Trang còn để lại nè. Nó cao ngút nè cả nhà mà nó không có gãy. Nên là Trang để lại. Để lại hôm nay Trang cần nè, đang sử dụng đó. Cắt vài lá. Cắt vài lá đủ nấu nồi canh bầu thôi cả nhà ơi. Còn như đây để đợt sau cả nhà. Thôi giờ mình đi vô ha. Mới bài. Ra đây lúc này mùa hè mát mẻ thích ghê á, trước lúa ở trong nhà không. Không có đi đâu hết. Bắt đầu chuẩn bị gầy dựng lại mảnh vườn của mình. Thì mời cả nhà mai mốt coi tiếp mảnh vườn của Trang ha. Như phần này thì Trang lọc bớt cái phần hư, cái cành này hư rồi. Trang rửa nó cái. Được cái rau của mình trồng ăn cũng thấy thích ha cả nhà. Rồi bây giờ Trang cắt cái phần hành này sẵn sàng luôn đi. Cơm nó cạn rồi cả nhà. Cơm cạn rồi. Rồi cắt phần hành xong. Bây giờ Trang đi bắt nước. Cái bếp ga đó bếp điện đó nó lâu cái nóng nước lắm. Nên Trang thường Trang nấu cái này nước trước cho nó mau sôi. Cái nước này còn dư sáng nên đang nấu nè. Giờ đang thêm vô. Nhà có như đây dễ đang nấu canh nè cả nhà. Đó, Trang bắt điện cho nó sôi lên cái. Bây giờ tôm cũng đã thấm nhiều rồi. Trang tiến hành rang nha cả nhà. Bật lửa lên. Đậy nắp lại. Bật lửa lên đậy nắp lại cho nó nóng nó sôi lên. Giúp lót này đang tắt đi. Người đang chuẩn bị một cái con nữa để nấu canh. Nó đang nấu bên đây đi. Bây giờ thì cái này nó sôi rồi. Nước cũng sôi luôn. Để đang đổ nước qua trước cái. Đổ nước qua nó, cho nó nóng lên sôi lại cái nữa. Bây giờ Trang dở cái này ra nó mùi dữ lắm, Trang mở hút trước cả nhà ơi. Mà cái hút này của Trang á, nó hút tạm thời cái khói lên thôi chứ nó không có. Cái nhà khác á, ở bên Mỹ á, là người ta có cái ống khói nó hút ra ngoài sân luôn. Nhưng mà ở đây cái máy hút của nhà Trang á, nó hút lên đây rồi nó lên cái tủ. Không có ống khói ra lên trần hay là ra gara hay gì hết trơn á. Nó không có ăn nhập gì á, nhưng mà hút lên đây có cái dĩ á, nó hút đỡ cái khói thôi, chứ cái mùi thì vẫn vậy. Đây dở ra, mồi khói mùi quá trời. Trộn nó đều đều rồi Trang đậy lại cái nữa. Bây giờ nước sôi lại rồi, Trang bỏ tôm vô cả nhà. Cái này Trang nhỏ lửa lại chút đi cho nó rêu rêu.
cái phần tôm để tủ lạnh nè. Bây giờ Trăng lấy ra, Trăng dít, Trăng để vô đây. Trái bầu bỏ hết nửa trái rồi nên cái tôm nó hơi bị nhiều rồi cả nhà ơi. Dít nhỏ nhỏ để Trăng không có cắn được nè. Đang đập ra không có để viên từng con rời nên nó hơi bị dính cả nhà. Giờ đợi nó sâu thì Trang cho một chút gia vị thêm vô. Trang cho chút nước mắm chiên su còn lại hết chay luôn rồi. Bột ngọt thì nãy có trong cơm rồi, bây giờ đang cho một chút hạt nêm thôi. Đó, hạt nêm nhiêu đó là đủ. Cho thêm xí nị muối đi, nước mắm với lại hạt nêm, như vậy có lẽ là không cần muối hoặc xí nị thôi, nó mặn cả nhà ơi. Cái cơm nó sôi lên rồi, Trăng vớt bột chút xíu rồi cả nhà. Bột xong rồi Trăng thả bầu vô, chờ bầu nó sôi lại, bầu nó sôi lên lại ra cả nhà ơi. Sôi lên là chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ Trăng để hành vô, chút tiêu vô, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm, tắt lửa là vừa rồi. Thơm nhưng mà cay quá lên ăn không được. Rồi cái phần tôm này để Trăng coi được coi, vừa khô chín tới luôn cả nhà, vừa quá thì vừa luôn, tắt lửa luôn. Trăng tắt cái hút để nó ồn quá. Đó, canh ngon không? Canh ngon quá cả nhà, đẹp tét rang này. Cơm cũng vừa chín tới, rất là nhiệt nhàng. Nhưng mà bây giờ chờ bé Râm để Trăng nói cái phần cái mùi, khử mùi trong nhà. Thì cái này nó không có hút được đó. Thì chồng Trăng gắn cái hệ thống máy lạnh mà gắn thêm cái hệ thống mà nó hút mùi nữa, nên là nấu trong nhà thì cũng ổn. Thì lúc trước Trăng ngại Trăng ra sân không mà, thì chồng Trăng có cho sợ lạnh á. Bây giờ thì mát chứ cũng lạnh, Trăng cũng phận áo tay dài đó cả nhà. Nên là chồng nói cứ nấu trong đây đi, chồng gắn cái hệ thống máy lạnh hút mùi rồi cũng sao đâu. Thì bữa cơm Trang nấu nướng như vậy xong rồi thì chờ bé Râm về, Trang với bé Râm ăn. Còn một chút chồng đang xuống, chồng Trang muốn ăn cái món nào thì Trang sẽ làm cho chồng Trang rất là nhanh. Nó đồ ăn sẵn không cả nhà, nó không có tốt, nhưng mà cái thói quen của chồng đã vậy rồi thì không đổi được. Thì chồng xuống thì Trang làm cho chồng một vài phút. Bây giờ 3 phút là có để chồng ăn. Bây giờ chồng Trang ăn tối nè. Hồi nãy là bắt kể lại cái chuyện hồi nãy. Còn bây giờ thì bây giờ chồng Trang ăn tối nha cả nhà. Để tiếp tục ăn tối. Và các cái món của chồng Trang đó. Bây giờ chồng Trang đi nấu cái hamburger này ở chợ Costco á cả nhà. Nó bán sẵn từng miếng từng miếng, thì chồng Trang ra ngoài xong để nướng cái thịt này. Dạ ok, đi. Giờ đang đi ra sàn nướng với chồng Trang hả cả nhà. Chồng Trang đang đốt lửa lên để chà cái nướng đợt trước nó bị dính á cả nhà. Đợt này trước khi nướng mình chà, đốt lửa chà cho nó cháy khét. Thì chồng Trang mở nhạc rất là vui. Để chồng Trang nướng, Trang đi tưới ba cái rau này cả nhà. Nó mọc lại rồi mà nó thiếu nước. Để Trang ra rồi chia Trang tưới cái bụi hẹ của Trang đấy. Tưới cái bụi hẹ chút. Mình này cái mấy cái rau này tưới chút nữa. Với cái cải bị xanh nè cả nhà. Nó ra bông quá trời. Nó rụng xuống thì nó lên nhiều cái cây khác. Bây
để chồng ra nướng đó, để em cảm cái màu bơ này cả nhà. Cái bột thềm á, bột thềm nó con robot nó không có lên tới đây. Đây cho chồng kìa. Xèo xèo ngon quá. Dạ, rồi để lại. The American cooking hamburgers again. Yeah. American hamburger. Chồng Trang mở nhạc nghe, Trang muốn nhún nhảy mà chồng Trang sợ bị bản quyền á thì Trang lồng tiếng. Chồng Trang để nướng chín rồi, bây giờ chồng Trang vô ăn trước. Gần đến giờ bé Râm về rồi, Trang dọn ra một mâm, cả nhà thấy thịnh soạn không cả nhà? Tép rang này, canh bầu, rồi dưa cà, nước mắm, rồi món Việt Nam của mình là hấp dẫn nhất. Vậy mà chồng Mỹ không bức ăn quê quê. Chào ông bà, cô chú anh chị con mới về hả? Nãy giờ mẹ đợi người, đợi con lâu quá. Bây giờ con mời ông bà, cô chú anh chị dùng miếng con à. Này nhìn cũng rất là ngon, màu mè lắm à. Giờ mời cả nhà dùng cơm với mẹ con Trang ha. Nó có cái vị giống như tôm vậy. Tôm không bị tôm sao? Ừ. Nó hơi cao cao một tí nhưng mà nó được. Ăn rau cải vô. Nước này là cái gì? Nước mắm ăn mà. Tôm chấm nước mắm mà. Món mới. Trang không có cắn được nên phải cắt tôm ra. Mời cả nhà ăn bằng muỗng cả nhà. Trang mời cả nhà. Nhà con ăn gì cũng được em. Ăn lộn xộn nên là nãy nào cũng chấm tùm lum luôn à. Giờ ngày mai con đi chiến đấu ở chỗ khác, bây giờ thành phố khác trong cái trong tiểu bang hả thì phải chuẩn bị đồ trước rồi xong bỏ vô cái túi, rồi ngày mai sáng mai phải đi sớm để bỏ lên cái xe. Mẹ chở một con nữa. Mấy giờ? 7 giờ. Giờ tới chờ hả? Ừ. Được. Con phải bỏ cái đồng phục lên nữa hả? Dưa cà vô râm. Cà bi nè cả nhà, vừa ăn á, khỏi cắt gì đó. Nó ngọt lắm. Đỏ hẳn hậm rồi ăn liền luôn. Con lo rồi á. Trang á, râm ăn ít lắm. Mình múc cái chén là không có chịu múc thêm nữa đâu. Nên Trang múc cái chén này nó dẹp dẹp nè, nó bự hơn chút. Ăn một lần. Trang cũng ăn. Trang cũng ăn cái này cho nó rộng rãi. Chàng trai lớn đang tuổi lớn mà ăn có nhiêu đó nhiều. Vậy đến giờ cái chuyện rồi hả? Hôm nay là phần video này là cái chuyện rồi. Hôm nay trong trường đó có cái người từ quân đội qua, người ta đứng ở giữa trường khi khu ăn của tụi con á. Rồi xong cái con thấy cái người ta có cái đồ kéo lên á, kéo nguyên cái cơ thể lên á. Rồi xong cái con nói con làm được hai cái à, mà nhưng mà cái người kia người ta kêu con lại làm đi làm thử đi. Rồi xong cái lát hồi con làm, cái con làm được 6 cái luôn, nhưng mà người ta chỉ tính được là chỉ cộng nữa
Chỉ là tính là 4 cái, tại vì con không có tuột xuống thẳng vậy mà con tuột như đây của con lên nữa. Rồi đu quá hả, đu trà. Đu luôn. Ừ. Cái đó phải sức mạnh đôi tay dữ lắm. Dạ. Con phải tập thêm. Trong quân sự thì con cũng tập người ta, trong quân sự tập hít đất nhiều hơn là tập cái kéo tay lên nữa. Mà người ta cũng mới mua cái kéo tay lên nên là con sẽ có nhiều thời gian hơn để tập luyện và làm khỏe mạnh hơn. Là cái quân sự mua cái đồ kéo đó đặng tập luôn hả? Dạ, nó mua hai cái luôn á. Ừ, cỡ 1000 đô luôn. Quân sự nó bỏ nhiều thứ vô để cho giúp đỡ tụi con khỏe mạnh hơn. Bây giờ Trang mời cả nhà dùng có chuột á cả nhà. Giờ Trang mời cả nhà dùng miếng canh với Trang nha. Canh tôm mà Trang nấu nè. Ngon quá. Thôi ăn có chút xíu nữa, ăn nhanh đi rồi đi. Ngon quá. Lên. Ngon quá Mai ơi. Ừ. Đi ngủ một cái rồi là Mai ha. Rồi Trang dùng xong rồi. Bây giờ Trang uống thuốc nữa chứ. Hồi trưa này á cả nhà, Trang thấy Trang cũng giảm đau rồi, Trang không có uống thuốc giảm đau. Nãy giờ nó thấy đau đau rồi, bây giờ cái cử này 7 giờ Trang uống 2 viên luôn cho nó hết đau. Thì Rơm chào ông bà cô chú đi con. Chào ông bà cô chú ạ, con mới đến video này ạ. Còn chào ông bà cô chú, con tạm biệt. Dạ, chào tạm biệt ông bà cô chú anh chị và các bạn đã đến xem coi video của con và mẹ con hôm nay ạ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại video sau nhé. Bye bye. Bye bye.